thiếu niên 13 tuổi nát tay bỏng mặt do bình ga mini phát nổ. Gia đình cho biết trước đó thiếu niên này ở nhà một mình, dùng bình ga mini để nấu ăn thì bất ngờ phát nổ. Chiều ngày 9 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội thông tin đã tiếp nhận bệnh nhân nam 13 tuổi trú tại Bắc Giang trong tình trạng vết thương phức tạp, gãy hở các xương bàn ngón tay trái, 1/3 giữa hai cẳng tay trái, bỏng mặt do tai nạn nổ bình ga. Gia đình cho biết trước đó thiếu niên này ở nhà một mình, dùng bình ga mini để nấu ăn thì bất ngờ phát nổ. Bệnh nhân bị nát bàn tay trái, bỏng mặt, sau đó người bệnh được gia đình đưa đến cấp cứu tại cơ sở y tế trên. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Vịnh, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho hay, thiếu niên này được chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương bàn tay, khâu phục hồi tổn thương bàn ngón tay, thay băng điều trị bỏng. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa từng phần chi thể còn lại của bệnh nhân. Bệnh nhân phải trải qua nhiều lần phẫu thuật mới có thể làm liền vết thương và phục hồi được một phần nhỏ chức năng bàn tay. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn, bàn tay còn sưng nề nhiều, hạn chế vận động các ngón bàn tay trái, tổn thương bỏng được thấm dịch bằng băng. Trong tuần này, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 liên tiếp nhận các ca tai nạn do tai nạn cháy nổ, đặc biệt là dịp cuối năm thường xảy ra các tai nạn do pháo nổ. Nạn nhân thường là trẻ em hoặc người trẻ, để lại thương tật nặng nề, đa số phải cắt cụt đi chi thể. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe